Hà Nội 18 giờ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tượng đồng nữ thần Durga vừa về tới Việt Nam sau gần một năm được giải cứu từ một vụ điều tra buôn bán cổ vật bất hợp pháp ở tại Anh. Hiện bức tượng này đang lưu giữ bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trưng bày cũng như giới thiệu và phát huy giá trị của cổ vật. Được biết vào tháng 8 năm 2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh thông tin, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ phối hợp với Cảnh sát Đô thành London, Vương quốc Anh đã tịch thu tượng đồng nữ thần Durga 4 tay thế kỷ 7 có nguồn gốc Việt Nam từ một vụ điều tra buôn bán cổ vật bất hợp pháp và đề xuất trao trả cho Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, đối sách tư liệu và xác định tượng đồng nữ thần Durga mang đặc trưng tiêu biểu của nghệ thuật tạo hình, điêu khắc Champa, ảnh hưởng từ nghệ thuật điêu khắc của văn hóa Ốc Eo. Là hiện vật quý hiếm và càng đặc biệt hơn là bằng đồng, có thể khối lớn niên đại sớm. Đồng thời, Hội đồng nghệ thuật Vương quốc Anh thẩm định giá trị của bức tượng này hơn 14 triệu bảng Anh, có giá trị lịch sử văn hóa, nghệ thuật cao. Từ thực tiễn việc hồi hương cổ vật trong những năm gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu đưa vào dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi, trình Quốc hội, nội dung quy định về việc mua và đưa di vật cổ vật có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước.